Giữa lúc dịch bệnh COVID-19 có nhiều phức tạp, cuộc sống của những trẻ em có hoàn cảnh gia đình khó khăn lại ngày càng khó khăn, vất vả hơn. Trước thực tế đó, Công an phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đã có nhiều cách làm hay giúp các em có một trung thu ý nghĩa, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ đến trường. Sau bao ngày ước ao, em Hồ Hữu Minh, trú ở chung cư Phong Bắc, đã có được một chiếc xe đạp để đến trường. Khó có thể diễn tả được niềm vui này trong mắt bạn nhỏ Minh. Khi được Công an phường Hòa Thọ Đông trao tận tay món quà, cuộc sống của cậu bé có cả cha lẫn mẹ đều đang chấp hành án phạt tù, chưa khi nào là hết vất vả, nên việc mơ ước có một chiếc xe đạp dường như rất xa xỉ với em. Không những thế, trong dịp trung thu của mùa dịch bệnh, mình còn được Công an phường hỗ trợ gạo và những nhu yếu phẩm thiết yếu để ổn định cuộc sống. Hôm nay con được nhận món quà này, con rất là vui. Nhà con cảm ơn mấy chú công an. Con sẽ học thật tốt. Không chỉ có Minh mà trung thu này, Công an phường Hòa Thọ Đông phối hợp với các mạnh thường quân cũng trao nhiều phần quà là những nhu yếu phẩm thiết yếu đến các em nhỏ khác trên địa bàn thuộc diện mồ côi cha mẹ. Gia đình tôi mà trong thời buổi dịch bệnh như thế này mà món quà của lãnh đạo Công an phường Hòa Thọ Đông đến thăm như thế này là tôi rất là xúc động. Với sự chung tay góp sức của cán bộ sĩ công an phường cùng với sự hỗ trợ của các mạnh thường quân đã tạo ra những phần quà mang đến cho những hộ gia đình có những thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn để tạo một cái động lực nào đó cho các em có hướng đến trường và có những cái tư tưởng hướng thành một công dân tốt trong xã hội. Một mùa trung thu nữa lại đến, với những phần quà nhỏ, công an các địa phương mong muốn các em và gia đình sẽ có thêm động lực vượt qua khó khăn, viết tiếp nên những ước mơ đẹp đẽ của tuổi thơ.